Xin chào mọi người, em quay cho mọi người cây mẫu đơn thanh lý đấy ạ. Mẫu đơn đỏ nhung. Thằng này, cái dòng mẫu đơn đỏ nhung là thằng mẫu đơn duy nhất mà nó ra hoa vào dịp Tết, chuẩn Tết luôn. Còn các dòng mẫu đơn khác nó sẽ ra hoa vào mùa hè. Thằng này thì ra hoa mùa đông. Thằng này em đang thanh lý thì là vanh của nó. Không, em không thích uống nước đấy. Đều hàng to đẹp này. Vanh gốc của nó. Đây, mọi người nhìn này. Vanh nhận tạng đều là vanh 8, 9, 10, 11. Vanh 9, 10, 11 đấy. Vanh 8 cực kỳ ít luôn. Thằng này em đang thanh lý với giá là 150k một cây. Cây ấy là cây ngũ sắc thái ghép. Thằng này có giá là 150k một cây thôi. Thằng thanh lý 3 năm trước thì cái dòng thằng này là một giống mẫu đơn mới nhá. Cái giống thằng này là thằng mẫu đơn mới này. 3 năm trước khi nó đi vào thị trường mình ấy, giá của nó gần như là giá cao nhất trong tất cả các dòng mẫu đơn luôn. 3 năm trước khi nó mới đi vào thị trường thì nó còn vượt cả mặt văn chấn, nó còn cao, giá cao hơn cả văn chấn luôn. Màu của nó màu đỏ tươi với đỏ đẹp luôn ấy. Thằng này màu đỏ tươi đỏ đẹp luôn. Đấy. Nhưng mà đến bây giờ bởi vì dân mình trồng quá nhưng mà quá là nhiều. Dòng chờ quá là nhiều, bây giờ nó hết sốt, nó hết hot rồi. Thì giá nó rẻ đi. Hàng này em bán thanh lý, gọn ruộng. Tán to xôm dày đẹp như này nhá. Mọi người nhìn này, tán nó to như này. Mà bán giá có 150k một cây, quá là rẻ luôn. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210. Hiện tại em có thể nhận đơn khách là nhận đơn khoảng 30 cây ấy nhỉ. Nhận đơn khách khoảng 100 cây. Ừ. Nhận đơn khách khoảng 100 cây nữa thôi là hết rồi. Nhận đơn khách khoảng 100 cây nữa thôi. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210 giúp em. Ngũ sắc Thái Lan này. Thằng này là ngũ sắc Thái Lan. Em quay nhanh thôi, em còn ra chủ hoa giấy cho khách cơ. Anh Nam ơi! Đây, thợ đang đánh ở trong này. Rồi, gọi mấy ông ra xếp. Cho nhanh cho người ta đi về. Cái xe này nó bé đúng không? Phôi này, phôi rừng. Chứ cây nguyên bản được thế thì có mà. Anh này xe nên ngồi để đỡ cây đi anh. Nẻ hai cây không ạ? Không ạ. Rồi ok, bác lên đi. Được. Nó rộng cả. Đây mọi người xem nhìn này. Cây này là nhà em đang bán là 150k một cây. Mẫu đơn đỏ nhung. Đây là anh khách từ Bắc Linh về lấy này. Cây cực kỳ đẹp luôn. Hàng này bọn em bán là bán theo luống này. Khách lấy luống nào hết sạch luống đấy luôn. Đánh đến đâu là sạch sạch đến đấy luôn. Không phải là bán chọn đâu nhá, không phải bán chọn từng cây một nhá, mà bán theo luống, sẽ có trong luống sẽ có những cây to và trong luống cũng sẽ có một vài cây nhỏ. Nhưng mà nó sẽ chênh nhau nó không quá nhiều. Vanh của nó. Vanh nó từ 9, 10, 11. Trung bình sẽ 9, 10. Tán rất là to sum. Hàng này hàng tán tự nhiên, không phải hàng khung như nọ. Tán thì nó to như nhau rồi, cái kia chẳng qua là đan khung thôi. Nó đan khung mà nó xòe ra. Rồi, nhón cho nó thôi. Về mình sửa sang cho nó đi tí là đẹp ngay. Vẫn phải tháo ra.